Hello, xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Hiện nay ở đây thì mình đang có một mẫu màn hình có độ phân giải lên đến 2K và đạt giải thưởng màn hình chuyên nghiệp dành cho game thủ. Thì chắc chắn đây sẽ là một mẫu màn hình gaming và dành cho các bạn chuyên làm về đồ họa. Với tên gọi là XG270QG và có mức giá lên đến 20 triệu đồng thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay mẫu màn hình này có gì nhé. Thuộc dòng XG E-Line của ViewSonic thì màn hình gaming được thiết kế để mang đến cho các tính năng tốt nhất dành cho game thủ, từ độ phân giải này, tần số quét này, công nghệ đồng bộ hóa cho đến thiết kế đều toát lên một vẻ vô cùng hiện đại, mang xu hướng tương lai và các giải LED RGB cực kỳ gaming. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn ở phần thiết kế thì đây sẽ là màn hình 27 inch. Thế nhưng mà nếu như các bạn đặt cạnh những chiếc màn hình khác có cùng kích thước thì ViewSonic này có bề ngoài hầm hố hơn này, cảm giác to hơn so với những chiếc màn hình cùng kích thước khác. Phần trên đế thì sẽ là phần trên đế chữ T được làm bằng kim loại với họa tiết phay xước vô cùng chắc chắn, vừa giữ được màn hình đứng vững ở trên bàn, vừa có thể giữ được màn hình không có sự rung lắc khi các bạn sử dụng. Nhưng mà thực ra thì màn hình này cũng không có sự rung lắc đâu, vì mức giá của nó lên đến 20 triệu đồng cơ mà. Và sự linh hoạt của chiếc màn hình này thì cũng không phải bàn khi mà bộ khung chân đế này cho phép các bạn có thể thực hiện các thao tác như là có thể xoay trái này, xoay phải, nâng lên, hạ xuống, ngửa lên, ngửa xuống và thậm chí là có thể xoay được một góc là 90 độ để có thể phù hợp với mọi góc nhìn hoặc là góc làm việc của mọi người. Đối với màn hình gaming thì LED RGB là điều không thể thiếu đối với hầu hết các hãng màn hình, thế nên là ViewSonic cũng không phải là ngoại lệ. Được trang bị một vòng LED hình lục giác và hai dải LED đặt phía dưới cạnh viền của màn hình thì có thể điều chỉnh được màu LED theo hiệu ứng tích hợp sẵn trong menu của màn hình này. Thêm vào đó thì ViewSonic còn trang bị hỗ trợ đồng bộ màu RGB với các bộ gaming gear với phần mềm được cài thêm của ViewSonic là E-Line Display Controller để có thể thỏa mãn niềm đam mê với LED RGB của tất cả các game thủ. Một điểm cộng cho chiếc ViewSonic này mà mình thấy là thực sự có rất ít các hãng màn hình khác làm, mặc dù nó khá là nhỏ nhặt nhưng mà thực sự là mình thấy khá là cần thiết. Đầu tiên chính là phần giá treo tai nghe có thể giúp cho các bạn treo tai nghe vô cùng tiện, lại còn tiết kiệm được một khoảng không gian ở trên bàn. Thứ hai là chính là chiếc kẹp có thể giữ dây chuột, giúp cho dây chuột của các bạn gọn hơn này, dễ dàng sử dụng hơn. Và thứ ba chính là tấm chắn ở hai cạnh bên màn hình này, giúp cho các bạn có không gian riêng tư hơn này, như là khi giải trí, xem phim hoặc là chơi game thì sẽ cho các bạn cảm giác tập trung hơn vào màn hình. Về phần màn hình thì sẽ là ba cạnh viền màn hình tương đối mỏng, cạnh dưới hơi dày một chút thì do có chứa dải LED này kèm theo các nút điều chỉnh của màn hình. Thì ViewSonic đã cải tiến sao cho có ít nút thao tác nhất có thể, thì sẽ bao gồm nút bật này, nút tắt màn hình này, nút joystick điều hướng tinh chỉnh thông qua nút Quick Access cho phép truy cập nhanh các tính năng như là lọc ánh sáng xanh, giúp cho các bạn đỡ mỏi mắt khi nhìn vào màn hình quá là lâu. Về phần cổng kết nối thì sẽ được đặt hết ở phần mặt sau của chiếc màn hình này, cực kỳ đầy đủ khi mà các bạn có đến 3 cổng USB Type-A, một cổng USB Type-B, một cổng DisplayPort, một cổng HDMI, một jack audio combo và một cổng nguồn. Về thiết kế thì đã đẹp rồi, thế nhưng mà với mức giá gần 20 triệu đồng thì các thông số của chiếc màn hình này cũng thật sự rất là ấn tượng. Mẫu màn hình này có thông số cho cả một game thủ lẫn cả một người chuyên làm về đồ họa. Ở đây thì chúng ta sẽ sở hữu màn hình 2K này, tấm nền Nano IPS cho độ phủ màu cao hơn cả những tấm nền IPS thông thường đang có trên thị trường. Tần số quét thì sẽ là 165Hz, 1mm G2G. Công nghệ G-Sync mới nhất thì sẽ giúp đồng bộ tần số quét trong game với cả tần số quét của màn hình. Ở đây thì 20 triệu cũng có mức giá của 20 triệu. Ở trên XG270QG này sử dụng một con chip G-Sync rất là xịn. Con chip này chuyên dụng của Nvidia được đặt ở bên trong luôn, chứ không phải là compatible vốn sử dụng ở phần mềm dựa trên là Adaptive Sync. Ở đây thì sẽ mang lại cho các bạn chất lượng hình ảnh rất là chân thực này, không bị hiện tượng giật hình hay là xé hình, hiệu suất phản hồi siêu mượt và trải nghiệm độ trễ của hệ thống thấp nhất để có thời gian phản ứng nhanh hơn khi các bạn đang trong một trận game. Về khả năng hiển thị màu sắc cũng gần như là đạt chuẩn, ở đây chúng ta sẽ có là 100% sRGB, hình ảnh ở ngoài như thế nào thì gần như là lên màn hình sẽ y nguyên như thế. Với 93% Adobe RGB thì sẽ phục vụ cho các công việc như là Photoshop này, edit video sao cho chuẩn màu nhất. 95% DCI-B3 thì đây sẽ là giải màu tiêu chuẩn dành cho điện ảnh, và đạt đến hơn 90% thì thực sự đây là một con số đáng mơ ước của rất là nhiều các mẫu màn hình thiên về màu sắc và hình ảnh. Với độ sáng lên đến 400 nit thì đặc biệt là được thiết kế dành riêng cho game thủ. Chính vì thế thì trải nghiệm khi chơi game của các bạn sẽ tăng lên đáng kể khi ở trên chiếc màn hình này, vì độ sáng cao thế nên là những chỗ ở vùng tối này hoặc là những chỗ khuất thì sẽ cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Cộng thêm cả là có hai tấm chắn ở hai bên như thế này thì cũng giúp cho các bạn hạn chế được ánh sáng môi trường làm ảnh hưởng tới chất lượng hiển thị.
Cuối cùng thì là màn hình này được tích hợp sẵn hai loa có công suất là 2W được đặt sau lưng màn hình. Chất lượng loa thì tạo hiệu ứng âm thanh vòm chạy xung quanh màn hình, cho âm lượng vang đủ to này, chất lượng âm thanh ở mức nghe được. Các bạn vẫn có thể nghe nhạc và chơi game được ở trên chiếc loa này. Tổng kết lại thì mẫu màn hình này có đầy đủ mọi thứ mà các bạn cần ở một mẫu màn hình gaming. Không xé hình này, không bị bóng mờ này, tốc độ phản hồi cao, tần số quét cao, khả năng hiển thị màu sắc gần như là không có sự sai lệch. Và với mức giá gần 20 triệu đồng thì mình nghĩ là từ thiết kế cho đến thông số đều đáng từng đồng tiền bát gạo mà các bạn bỏ túi tiền của mình ra mua. Và đường link sản phẩm mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.